Dạ, và để trở lại với chương trình vọng cổ thì xin mời quý bà con chào đón với tiếng hát của Trung Bạc vọng cổ Nguyễn Văn Hợp. À, tuy nhiên là đầu tiên thì cũng cho khán giả Nguyễn Văn Hợp xin được lời chào cũng như là chúc sức khỏe đến quý vọng hội cũng như quý bà con một lần chúc sức khỏe và chào chân trọng nhất. Để tiếp chương trình thì hai anh em xin gửi một bài tình cổ một chút đoạn cải lương một cách nổi tiếng của Tiến Thanh được mang tên Tìm Em Nơi Đâu, và để gia đình cùng lắng nghe. Lần này nữa thôi, người kia xa mãi mãi. Người yêu ơi, anh đã
Yeah.